Hey yo, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Tùng 1 trên A các bạn nhé. Đấy thì như các bạn đã thấy là rất nhiều bạn yêu cầu mình làm một video về combo chi tiết về vị tướng trên A này luôn. Thì hôm nay mình sẽ là làm video chi tiết từ A đến Z cho các bạn luôn các bạn nhé. Không chỉ là combo mà cách farm quái cũng như di chuyển nữa. Đấy, thì bây giờ là vào farm quái trước các bạn nhé. Khi mà các bạn dưới level 10 ấy, thì các bạn này farm theo cách này nhé. Đầu tiên các bạn quăng châu hái vào con quái dưới này, rồi các bạn bật chúc ba rồi các bạn tự nguyện trảm vào ba con quái luôn. Đấy, các bạn làm như mình thôi chứ cái này không phải hẳn là combo, cái là cách phong quái. Còn đấy là lúc các bạn level 10 ấy, thì các bạn tự nguyện trảm ở đoạn cuối này. Đấy, các bạn phá như thế này thì sẽ là nhanh hơn. Và tương tự các bạn cướp rừng cũng làm tương tự như ở bên phân nhà mình thôi các bạn nhé. Còn ở phần bên phải này thì các bạn phải level 10 trở đi mới làm đủ đám để mà làm được các bạn nhé. Còn ở cái giai đoạn này ấy, làm ngược lại thì các bạn phải ít nhất phải level 13 thì các bạn mới đủ đám để mà làm như thế này được. Đấy, đấy là cái mèo farm quái của mình. Còn bây giờ là cái combo mà hầu như tất cả mọi người đều phải biết khi mà chơi Xena các bạn nhé. Đấy, thì mình sẽ là ghi chi tiết luôn chứ mình không nói thì các bạn rất là rồi các bạn nhé. Đây là cái combo tương tự như cái combo vừa rồi, nhưng mà mình sẽ là bỏ bớt những đòn đánh thương không cần thiết thì các bạn sẽ combo nhanh hơn. Ưu điểm thì là nhanh hơn, còn nhược điểm thì sẽ là các bạn sát thương ít hơn cái combo lúc đầu của bạn nhé. Mình xin lưu ý một chút nhé, bây giờ mình sẽ là quay thực chiến thì có những lúc các bạn phải ngắt chiếu tự nguyệt trảm sớm hơn một chút để mà hợp với tình hình, là các bạn ngắt để mà kết liễu địch khi mà địch thoát ra khỏi tự nguyệt trảm của bạn nhé, chứ không phải lúc nào các bạn cùng để cả 4 đòn liên tục mà các bạn phải ngắt nữa. Như cái pha này mình combo Zuka là mình sẽ ngắt từ nguyệt trạm này đấy. Nếu pha đó không ngắt là nó chạy được bạn nhá. Nên là thực chiến các bạn phải là tùy tình hình. Đấy. Như những cái pha đông người này thì các bạn lượt vào chiêu 1 và các bạn bật chúc buổi sớm nhá. Đấy thì nếu như mà các bạn không cần phải chờ cầm lặng đâu, khi mà các bạn bật lẻ thì cần cầm lặng, chứ còn những cái pha mà đông người ấy, các bạn lượt chiêu 1 2 lần và các bạn vứt chiêu 2 ấy, và các bạn bật chúc cuối liền luôn. Như pha này mình mà không bật chúc cuối là con Vera hôn gió là mình sẽ chết các bạn nhá. Đấy, nên là tùy trường hợp các bạn phải bật chúc cuối sớm hay chậm, chứ không nên là làm theo sai giáo khóa. Bây giờ là combo hai lần tự nguyệt trảm của bạn nhé. Thì quan trọng là ở trong cái ngoặc kẹp ấy, mình ghi cho các bạn ấy, thì các bạn làm như vậy là được tự nguyệt trảm rồi. Còn đoạn 6 thì nó không quan trọng mau me thôi các bạn nhé. Khi cái tự nguyệt trảm này ấy, thì thực chiến các bạn rất là ít gặp, bởi vì đa số địch nó không đứng yên cho bạn tự nguyệt trảm đâu. Nói chung nếu như các bạn muốn tự nguyệt trảm thì nói chung là các bạn chơi khoảng 10 trận ấy, thì các bạn được khoảng 2 trận được tự nguyệt trảm. Còn mình khuyên các bạn là nên để ở cái dạng hai cái đáo trước, và các bạn combo như cách ban đầu ấy thì nó sẽ là tối ưu sát thương hơn và rủi ro ít hơn. Còn cái từ nguyệt trảm này thì các bạn làm có khả năng địch sẽ chạy và các bạn sẽ bị mất, nói chung mất con mồi ấy. Thì bình thường bây giờ người ta đều lên là cái dây kiên cương cả mà, nên là cái từ nguyệt trảm hai lần này rất là rủi ro, mình khuyên các bạn nên dùng combo đâu nhá. Còn đây là cái trong trận đấu này in game thì mình cũng có được từ nguyệt trảm đấy rồi.
Và đây là cái phần quan trọng nhất của Zena khi các bạn chơi nâng cao của bạn nha. Thì kết hợp tốc biến thì rất là tối ưu cho vị tướng Zena này. Đấy, thì các bạn thấy mình tốc biến lên và combo như cái combo đầu tiên luôn. Thì các bạn sẽ là gọi là bất ngờ bắt địch. Và mình nói thật là cái này áp dụng rất nhiều nhá, kể cả cái từ nguyệt trạm này các bạn tốc biến ấy, hay là từ nguyệt trạm tốc biến ấy, hay hoặc là các bạn tốc biến và chiêu một ấy, đều dùng rất là nhiều. Thì lát nữa mình sẽ cho các bạn một số cái highlight hoặc là một số cái thực chiến mình chơi luôn. Thì mình gặp rất là nhiều trường hợp mình sẽ là phải dùng từ nguyệt trạm hoặc từ nguyệt trạm tốc biến hoặc là chiêu một tốc biến đây. Rồi thì bây giờ là đến phần ghim map các bạn nhé. Thì cái map này các bạn ghim không cần phải là các bạn ghim liên tục giống như con Narod hoặc là con Murad đâu. Chiêu một của con Zena này rất là ngắn và khi nào tốc biến thì các bạn mới cần ghim, đấy là kinh nghiệm của mình các bạn nhé. Và khi các bạn trúng mục tiêu thì các bạn nên thả tay khỏi map luôn. Thì để cứ mà các bạn khỏi bị khuất map ấy, các bạn nhìn được mục tiêu khác. Đấy, đó là cái kinh nghiệm của mình, chứ các bạn ghim để lâu ấy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tầm nhìn ở cái bản đồ các bạn nhé. Đây là một cái mèo là các bạn lượt qua lĩnh 2 lần để mà các bạn hồi chỗ lượt các bạn nhá. Đấy, và tương tự đường sống ấy, các bạn đào lên thì các bạn cùng lượt qua những con lĩnh con quái ấy. Và đây là các bạn lượt qua tường và lượt lại này, thì các bạn sẽ là nhìn được đọc được map các bạn nhá. Còn cái bức tường này thì có cái lỗ này có thể chui qua được các bạn nhá. Đấy, tuy là dày nhưng mà chui qua được thì có thể các bạn biết rồi hoặc là chưa. Thì video đến đây là kết thúc rồi. Mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Mày yêu các bạn rất nhiều các bạn nhá.